Belo. Xin chào anh em yêu cầu. Sau khi vô địch giải Bà Nan Vĩ Nghiệp Bùi 2023 cùng với thành tích hạ chiến thần Phương Thiên Nhất, người mà Lục Mạch Thần Kiếm mỗi lần gặp mặt thường thua nhiều hơn là thắng. Chính vì thế, Tiểu Triệu vô cùng tự tin. Phong độ của anh đang cao. Đến với giải quán quân Nam Bắc lần này, hứa hẹn đem tới những ván cờ hay. Tuy nhiên, ngay ở vòng 1, anh gặp phải Hồng Thiên Vương, một đối thủ quá mạnh. Mời các bạn cùng đón xem trận đấu cực hay này nhé. Hồng Chí hiểu rằng Tiểu Triệu gần đây phong độ cực cao, bởi vậy anh đá vô cùng rắn, sử dụng đòn quá cùng pháo, lấy nhu để khắc cường. Về phần Triệu Hoa Mâm, anh bình tĩnh phát triển lỗ mã. Lúc này Hồng Chí thúc tam binh đề đầu mã ngay, còn Triệu ra xe rất nhanh. Sau khi Hồng Chí lao mã lên lộ 3 thì Triệu nhanh chóng mở pháo qua đường biên thông đường C, những nước cờ vô cùng phù hợp. Bấy giờ Hồng Chí mã 8 tân 7. Về phần Tiểu Triệu, anh thúc tam binh đề đầu mã là nước đi hoàn toàn phù hợp. Hồng Chí đánh vô cùng thực dụng pháo 8 tân 4, ý chỉ rằng đối thủ phát triển mã 2 tân 3, pháo 8 bình 7 ngay, mặt khác có thể dùng pháo ăn qua tốt. Tiểu Triệu đối phó lại bằng đòn tuần AC và Hồng Chí lập tức ăn tốt, dọa đánh tượng đường đáy, bởi vậy Triệu phải lên tượng ngay. Hồng Chí dùng đòn C1 hoành, còn Tiểu Triệu có hai hướng phát triển, thông thường sẽ là mã 2 tấn 3. Tuy nhiên anh sợ đối phương xuất xe qua, khi đó anh cũng phải ra C và đối phương có đòn đưa C tuần hà với mục tiêu đề vào mã của bên đen. Nếu như lúc này mã lao lên, lập tức C là đòn phế pháo vào C, bởi vì tướng ăn qua thì C lập tức điều vào chiếu ép tướng phải vào, sau đó sẽ là đòn điều C qua để bắn mã. Bên đen có thể nâng pháo lên giữ mã, nhưng đỏ tiếp tục có đòn hay mã 3 tuần 4, tập trung toàn lực đánh vào mã, đồng thời đánh vào đường đáy của đen. Vậy mới thấy rằng lao mã lên lộ 3 có vẻ không hay. Chính vì vậy Tiểu Triệu phát triển mã đường biên. Về phần Hồng Chí, anh điều C qua và đổi pháo. Triệu pháo 2 bình 3 soi vào mã lộ 7 của đỏ. Cuộc chiến của hai kỳ vương là sự so đọ về nội lực, bởi vậy Hồng Chí không vội vàng, anh lên tượng thủ vững sân nhà. Về phần Triệu, anh cung gác sĩ lên, tạo ra hình cờ chắc chắn rồi tùy cơ ứng biến. Hồng Chí thầm nhủ, hình cờ này ta không thể vội, cứ bình tĩnh ăn tốt để sau này chuyển tàn ưu thế. Về phần Triệu, anh phải thoái mã về và đổi pháo. Hồng Chí thoái pháo về, bấy giờ Tiểu Triệu phải chạy xe lên. Lúc này đây Hồng Chí đã nghĩ tới phương án tấn xe qua để bắn mã. Bên đen có thể chống đỡ bằng thủ pháp dùng pháo ăn tốt và bảo vệ mã. Tuy nhiên còn có nước cờ hay hơn, đó là thoái pháo về với mục tiêu dụ cho pháo đỏ lao qua, khi đó sẽ là màn đấu cây. Bên đỏ bắt lẻ mã và đuổi hai pháo, nhưng đen sẽ có đòn phóng pháo qua sông bắt lẻ mã. Các bạn có thể thấy hình cờ bên đen vẫn chủ động và tích cực hơn. Trong ván đấu thực chiến thì Hồng Chí đánh vô cùng cẩn trọng, anh lên sĩ thủ vững sân nhà. Phải nói Triệu ra đòn rất cao. Lúc này đây Tiểu Triệu phóng mã lên bàn hà, cho thấy ý chí phản công vô cùng mạnh mẽ. Hồng Chí đánh cẩn trọng, sử dụng thủ pháp C tuần hà để nước nhà bình yên. Tuy nhiên Tiểu Triệu không nghĩ như vậy, anh điều pháo qua với ý định rằng sẽ dùng đòn mã 3 tấn 2 đuổi C của đỏ. Hồng Chí chủ động chạy C trước. Lúc này Triệu bình tĩnh chạy pháo vào, nhỏ mã của bên đỏ, một nước cờ đánh về tầm xa. Bởi vì đỏ mà thúc tốt lên với mục tiêu đấu quân khai thông mã lộ 7, lập tức sẽ dính đòn như sau. Đen có chiêu hồi mã kim thương, đưa đỏ vào thế khó, bởi vì C ăn tốt, C là đòn nâng pháo lên đuổi C. Các bác thấy đó, C không còn đường chạy, C mất quân. Còn như lúc này C 5 bình 6 thì sao? Đen lập tức điều pháo đuổi C. Khi mà C chạy, C là màn đầu pháo, C ăn lên, đen bắt hơn mã, không hề đơn giản. Vậy thì chủ động chạy C qua lộ 4 trước thì sao? Đen vẫn có nước hay, đó là ăn tràn tốt qua sông, bởi vì tượng ăn lên sẽ là mân ma ngay. Các bác có thể thấy
những đòn của Triệu vô cùng cao. Do vậy mới thấy ở giai đoạn này, bên đỏ mà thúc binh bảy lên sẽ bị thua. Nước cờ hợp lý có thể là điều C qua, bởi vì đen điều pháo đuổi C thì đỏ có đòn phóng vác qua đuổi lại C. Đánh như vậy C là cân bằng. Trong ván đấu thực chiến, với phong cách của mình, Hồng Chí hùng dũng lao mã lên bàn hà. Còn Triệu không hề đơn giản, anh nhẹ nhàng thoái mã đuổi C. Khi mà C chạy đi thì anh ta vẫn không vội vàng điều pháo kích C ngay, mà âm thầm điều C vào cản mã trước. Đây là nước cờ đánh nguội cực kỳ hay ho. Thấy rằng hình cờ của mình hơi xấu, Hồng Chí dùng pháo diệt mã. Tất nhiên Triệu ăn mã lên. Bấy giờ Hồng Chí xuất C đuổi pháo. Khi mà pháo điều vào và đuổi lại C, Hồng Chí nhẹ nhàng C6 bình 8. Nhưng anh không ngờ âm mưu của Triệu giờ đây mới phát huy. Đó là nước cờ thúc binh tràn qua sông với mục tiêu ngăn sông cấm chợ để C bắt mã của đỏ. Các bác thấy chưa, nước cờ dùng C để mã cực kỳ cao siêu. Lúc này Hồng Chí buộc phải tràn C qua 10 đấu và Triệu chấp nhận đấu C. Hồng Chí ăn C qua và đuổi lại mã, nhưng Triệu tràn tốt xuống. Khi mà Hồng Chí bắt lại mã thì Triệu nhẹ nhàng dùng tốt bắt mã. Quân mã lộ 4 của đỏ vô cùng khó đi. Bởi vậy Hồng Chí chỉ còn cách thoái mã về lộ 6. Giai đoạn vừa qua, tiểu Triệu đánh như một phần mềm sống. Anh thấy rõ ràng cánh trái của bên đỏ đang là điểm yếu. Vì vậy điều C qua với mục tiêu sẽ là tấn C xuống đánh vào mã đỏ. Thấy hình cờ không ổn, Hồng Chí gấp rút điều pháo qua lộ 4. Cần thiết sẽ là thoái pháo về bảo vệ mã. Nhưng Triệu tung ra nước cờ ở đẳng cấp cực kỳ cao, đó là tấn pháo đuổi C. Quá là hay, bởi vì C ăn tốt, lập tức C là đòn lao C chiếu, xi vẻ về C ăn xi chiếu, ép tướng lên, sau đó C ban mang ngay. Các bác thấy rằng hình cờ này bên đỏ què xi, C là thua sớm mà thôi. Do vậy trong thực chiến, Hồng Chí chỉ còn cách thoái C về tuyến hạ. Tiểu Triệu thấy rằng thời cơ đã đến, anh lao C chiếu. Sau khi xi đỏ thoái về, anh nhẹ nhàng thoái C về. Mục tiêu bắt mã của đỏ, ép buộc Hồng Chí thoái pháo về giữ. Bấy giờ anh mới nhẹ nhàng điều tốt vào. Một nước cờ thực sự là ma mánh, bởi vì đỏ lao mã lên dùng C đuổi tốt, đen C có đòn dùng C ăn tốt đầu đuổi lại pháo, tập trung toàn lực đánh vào tượng thì đỏ tất là đai. Do vậy trong ván đấu thực chiến thì Hồng Chí lên C đuổi tốt. Rõ ràng nước cờ hợp lý nhất của đen sẽ là thúc tốt xuống. Bấy giờ đỏ mới nhẹ nhàng lao tốt đầu lên dùng pháo đuổi C. Một nước cờ tranh tiền rất mạnh, nhưng tưởng là hay, nhưng tiểu Triệu còn hay hơn nữa. Anh điều pháo qua đang phục đòn, dùng pháo cắm xuống đáy. Rõ ràng nếu C điều theo hầu thì sẽ là màn đấu cây. Đấu như này thì bên đỏ sẽ thua cây và thua thế. Do vậy trong ván đấu thực chiến thì Hồng Chí đành xuất tướng ra. Tiểu Triệu nhanh như một cơn gió lao pháo xuống chiếu, ép tướng lên lầu 2. Sau đó mới nhẹ nhàng thoái C về với mục tiêu sẽ là C2 bình 6 đánh vào pháo của bên đỏ. Lúc này Hồng Chí điều C đuổi pháo, nhưng Triệu bình tĩnh chạy C qua. Khi mà pháo đỏ thoái lui thì Triệu mới nhẹ nhàng điều pháo vào, tập trung toàn lực phục đòn chiếu rút bắt C của bên đỏ. Một câu hỏi rất hay được đặt ra, bên đỏ có nên thúc tốt qua sông ngăn đường C chiếu rút? Tuy nhiên đen hoàn toàn có thể chạy C qua chiếu, phục đòn tấn C xuống và tạo sát, ép buộc pháo đỏ chạy qua và đen ăn pháo ngay. Đỏ cũng bắt lại pháo, nhưng đen chỉ cần nhẹ nhàng thoái C về, dọa đuổi mã, phục đòn C8 bình 6 phối hợp với pháo thì đỏ vô cùng khó đỡ. Hồng Chí hiểu rằng C mình khó chạy, bởi vậy anh chấp nhận dùng C diệt pháo và tiểu Triệu điều C qua chiếu. Hồng Chí lao mau lên đỡ và Triệu diệt C ngay. Bấy giờ Hồng Chí bắt lại chiến pháo, nhưng Triệu có nước cờ hay quá, thoái C về phục đoàn C3 bình 6 bắt pháo mã của đỏ. Bên đỏ chỉ còn cách chạy pháo mà thôi, nhưng đen sẽ không vội vàng điều C bắt mã vì đỏ thoái pháo về đỡ. Đen có nước cờ hay chạy C qua đuổi pháo trước. Các bác thấy đó,
pháo chỉ còn cách chạy vào lộ 3 và đèn điều xe ban mã. Đánh tới đây thì Hồng Chí chấp nhận buông cờ chịu thua, còn Tiểu Triệu đã ghi một bàn thắng cực hay. Đúng là lục mạch thần kiếm không hề đơn giản.